Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào cả nhà nha. Nay em có làm hai cái tác phẩm linh sam này, em cắt tỉa và chuẩn bị vô nhôm cả nhà. Đây em đã cắt tỉa một phần vô nhôm. Đây vô nhôm thì thường thì anh em mình cuộn lại gì nữa ha, cho dễ vô nhôm nha, cuộn tròn tròn gì đặng mình khi mình vô nhôm nó dễ. Này thì em đã cắt tỉa thông số rồi. Này là linh sam. Cái linh sam này cái đặc điểm của nó thì ra bông rất thơm nha anh em. Anh em chơi linh sam thì biết rồi đó, bông của nó thơm lắm. Và nó cũng là sai bông lắm. Anh em muốn nó ra bông thì anh em ngắt nước nó vài ngày thì nó sẽ cho anh em bông thôi. Này là em cắt tỉa chuẩn bị vô dây nha anh em. Này cây này thì dạng như chơi toàn thiên nhiên nha. Cái này cũng vậy. Này qua ngược nắng nó cũng mấy gì rõ nhưng mà nó là tàn thiên nhiên. Cái này tại mình chưa có vô dây á, và nhìn nó còn hơi gói. Nhưng mà quay cho anh em xem cái lúc mà trước khi mình đã chưa vô dây. Đó. Quay công đoạn cắt tỉa này, chuẩn bị vô dây nè. Về phần cái tác phẩm linh sam này thì anh em làm cẩn thận nha. Nó gai dữ lắm. Bảy Nghĩa bonsai bị đâm hoài. Đó. Nhiều khi dặn anh em cẩn thận là vậy đó. Nó gai dữ lắm. Nhưng mà được cái ưu điểm của nó là hoa rất thơm. Và cái khuyết điểm của nó là gai đó. Nó gai dữ lắm anh em ơi. Nhưng mà cái hương thơm của nó thì rất là dễ chịu nha. Hiện tại thì cái linh sam bông tím đó, bông của nó bông tím. Nó nhiều dạng nha anh em. Tím than cũng có. Tím than đậm hơn này nha. Tím than đậm lắm. Và bông trắng cũng có luôn. Đó. Và về phần anh em chơi bonsai cây kiển thì cũng nên siêu tầm cho mình một tác phẩm, hai tác phẩm trong vườn cho có và đang còn được hửi được mùi hương của nó nữa. Vì nó là cây hoa rất thơm nha. Đó. Tại chỗ em làm thị trấn Tân Hiệp Kiên Giang anh em. Đây là công đoạn mình cắt tỉa chuẩn bị vô nhôm cho cái tác phẩm nha. Anh em làm thì nhớ cắt gai nha, cắt gai đâm tay gắn chịu. Ôi. Chào anh, có ông anh xuống thăm Bảy Nghĩa. Ông anh xuống chơi, không biết mình làm đây xuống chơi. Mình được cái là đi đến đâu anh em cũng mến chân anh em. Anh em nào chưa biết về mình thì cũng gặp mình đi cho đặng mến nhau nha. Cà phê kìa anh. Nay còn cây mai cụ nè, làm cho nó rồi luôn cho anh. Nói về phần cắt tỉa thì cụ thể vậy thôi anh em. Bên đây thì mình chưa cắt, chút nữa cắt. Đồ có thấy Bảy Nghĩa nó sướng không, vừa làm vừa nghe nhạc thôi kìa. Này dữ thiệt chứ. Cây mới vườn này được cái là nó sung, sung giống chủ, giống chủ vườn. Anh em xem là nhớ đăng ký kênh Bonsai Bảy Nghĩa, ủng hộ Bonsai Bảy Nghĩa nha anh em ơi. Để sắp tới còn nhận những video tiếp theo nữa. Tại vì mình làm rất là nhiều cây rồi, có dịp nào đó anh em làm này thì nhớ lặt lá nha. Tại vì bonsai nghệ thuật thì mình phải lặt lá đằng cho nó ra chi tiết mới á. Sau này chi tiết nó dày hơn. Ủa bên này thứ mấy? Thứ mấy mà anh Thành không làm ta? Ồ, lên quay nay thứ bảy. Bảy Nghĩa em làm cái quên ngày thứ luôn nha bà con. Đó, thằng cơ bản thì cái này là hồi chỉ cần mình vô dây nữa là ok nha. Đây bên này. Hai cái này được một cái là dáng toàn thiên nhiên anh em. Dáng thiên nhiên. Làm ra thì tương đối cũng đẹp ạ. Còn chết hết nhánh này, lý do là có khoảng thời gian chắc nó thiếu nước. Linh sam mà nó thiếu nước là cũng bỏ nhánh nữa nghe anh em. Rồi rồi anh đi mà anh đi. Dạ. Mấy cây anh gửi bên chỗ anh Vũ. Đúng rồi, cây bự đứt quy đó.
mấy cây mai tàn khủng đó là quay đó. Anh em mang rễ cho anh Vũ. Anh mấy cây bự là của ổng trong thành để gì phải không? Dạ dạ đúng rồi. Là thuốc của nó là nó đưa cho Vũ phải không? Đúng rồi đúng rồi. Phần này là phần cắt tỉa nha anh em. Thì bao giờ anh em làm thì mình phải tỉa sơ những cái không cần thiết. Thì ở trong đây nó mọc thừa dữ lắm nha anh em, cho nên mình phải tỉa bớt. Không tỉa thì nó sẽ bị thô lắm, làm ra tác phẩm nó không đẹp. Gai hơi nhiều anh em ơi, anh em làm thì nhớ cẩn thận gai nha. Màu bông nó đẹp nó qua nè. Này những anh em nào chưa biết lên sao này ha, qua của nó nè. Này con số là bà con là không biết lên sao đó anh em ơi, tại vì những anh em mà chơi bonsai chuyên nghiệp á thì người ta mới gành cây thôi, con số là người ta không có gành về loài cây. Đây con số anh em ta mê mai vàng, ta chơi mai vàng không á, rồi người ta cũng chưa có tham khảo tới linh sam. Nhưng mà theo bản nghĩa em nghĩ á thì mình chơi trong vườn cũng phải có cái tác phẩm này tác phẩm kia, chủng loại này chủng loại kia thì chơi nó mới hấp dẫn được và nó không có bị nhàm chán nha. Nhiều khi là cái hương hoa của nó đó, linh sam thì nó thơm dữ lắm nha anh em. Có dịp thì vườn anh em chưa có thì cũng nên tham khảo đi, rồi cũng có sưu tầm cho mình một hai tác phẩm đi, chơi nó cũng hay lắm á. Ở nhà mình hiện tại thì mình cũng đã chơi tinh sam, chiếu thủy, hầu như đủ loại cây hết, tại vì mình là đam mê cái bộ môn lĩnh vực bonsai nghệ thuật mà, cho nên là mình chơi nhiều cái chủng loại lắm nha. Cho nên anh em là cứ tìm cho mình nhiều tác phẩm đi. Em chào bà con đây. Thôi đến đây em xin tạm dừng đi. Nó cụ thể thì nó tỉa gì đó nghe bà con. Xin chào bà con, hẹn gặp bà con clip thứ hai nha. Chỉnh sửa rồi em sẽ cho bà con xem.